XWatch số 1 bảo hành hậu mãi. XWatch đồng hồ thật, giá trị thật. Xin chào quý vị khán giả của Channel. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá một chiếc đồng hồ cực dị đến từ một hãng đồng hồ cũng rất dị, MB&F. Chiếc đồng hồ đi ngược lại với những nguyên lý thiết kế mặt đồng hồ thông thường. Hãy cùng vén bức màn bí ẩn về chiếc MB&F HM3 Megawin. MB&F HM3 Megawin là một mẫu đồng hồ cuối cùng trong series HM3 của hãng đồng hồ siêu dị này. Trước đó thì hãng cũng đã tung ra những mẫu thiết kế gần giống như những chiếc đồng hồ Megawin mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Điểm đặc biệt nhất của chiếc đồng hồ này đến từ thiết kế của mặt đồng hồ và chúng ta sẽ cùng khám phá ngay bây giờ. Nếu như với những chiếc đồng hồ cơ thông thường thì mặt sau sẽ là không gian để chúng ta chiêm ngưỡng quả văng quay đều bền bỉ. Nhưng với Megawin, quả văng hay còn gọi được là rotor được hãng đưa lên hẳn mặt trước và tạo nên một điểm nhấn có 102 cho mặt đồng hồ. Hơn nữa, quả vàng này được làm từ vàng 22 carat và titan, thiết kế giống như là một chiếc điều chiến và chúng tôi gọi nó là rotor gió. Mặt trước của đồng hồ thay vì các kim và cọc số thông thường thì được thiết kế đầy linh hoạt và rất nhiều chuyển động với hoạt động của chiếc rotor này. Chưa hết, điều đặc biệt ở mặt đồng hồ chắc chắn phải đến từ cách xem giờ và phút của cỗ máy này. Không phải là các kim hay cọc số thông thường mà là hai con mắt được làm lồi lên cực kỳ ấn tượng. Xung quanh đó là những con số và ở giữa hai con mắt này là một hạt kim loại nhỏ để giúp người dùng có thể đối chiếu giờ và phút. Và như vậy là chiếc Megawin này sẽ không thể giúp cho người dùng xem giờ bằng cách nhìn trực diện được mà người dùng sẽ phải nhìn giờ và phút theo một góc nghiêng. Đúng vặn ở góc 6 giờ quen thuộc thì nay sẽ được chuyển về vị trí góc 12 giờ rất ấn tượng. Và khi chúng ta vặn nút vặn này thì đồng nghĩa với việc là các con số ở trên hai con mắt sẽ được quay đều giống như là điều khiển kim ở các chiếc đồng hồ bình thường. Bộ vỏ của Megawin cũng rất tinh vi và phức tạp không kém, cấu tạo từ 52 thành phần riêng biệt có kích thước là 47x50x17mm với hai phiên bản vàng trắng 18 carat titan hoặc là vàng hồng 18 carat titan. Mặt kính là sapphire nguyên khối, phù hợp và chống lóa. Bộ dây là da cá sấu màu đen. Về máy móc thì bộ máy của HM3 Megawin được thuộc diện độc nhất vô nhị và được chế tạo riêng để dành cho chiếc đồng hồ này qua bàn tay của nhà chế tác đồng hồ Phần Lan Stefan Sapaneva. Và cái tên Megawin cũng như là ý tưởng chạy rotor lớn cũng là một ý tưởng của ông. Bộ máy của HM3 Megawin gồm 270 chi tiết được thiết kế theo phong cách inverting, đòi hỏi một kỹ thuật cao siêu để có thể giải quyết vấn đề truyền năng lượng từ dưới đáy của dàn máy lên hai bộ phận nón chỉ giờ phút ở bên trên. Đội ngũ làm việc của HM3 đã sử dụng những đĩa đệm ceramic đường kính lớn 15mm thay vì các bánh răng chân kính như thường lệ để giảm ma sát giữa các cơ cấu trong dàn máy xuống mức thấp nhất. Cùng với đó vẫn là một chi tiết quen thuộc 36 chân kính cho cỗ máy này. Và cuối cùng, HM3 Megawin là một chiếc đồng hồ với phiên bản hạn chế chỉ có 40 chiếc được sản xuất trên toàn thế giới và mức giá của mỗi chiếc là 92.000 đô la Mỹ. Đó chính là những hiểu biết của X-Channel về một chiếc đồng hồ với kết cấu xem giờ rất ấn tượng. Hãy chia sẻ suy nghĩ của mình ở phía dưới để cùng nhau bàn luận với chúng tôi và đừng quên like và subscribe channel để cập nhật những video đồng hồ thú vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn đang theo dõi X-Channel, kênh review đồng hồ số 1 tại Việt Nam. Để cập nhật tất cả những video mới nhất và vô cùng hấp dẫn này của X-Channel thì hãy nhấn vào nút subscribe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.